Có cái là tụi tôi nè, lúc trước á là tôi để không có để râu đấy ha, tóc tôi hết là tóc nó bạc, bạc như là hai phần rồi đó. Mà khi để râu lại tới bây giờ hình như râu nó bạc, tóc nó trở thành đen lại. Tóc đen lại. Ồ, chuyện lá. Nằm lên trên này tôi biết nè, tôi biết là cái nó có hai cái chữ bự lắm, là cái chữ nó đục vô về sau có lắng hai phần vậy. Mà giờ bữa nay mất tiêu hả? Đỏ mất tiêu luôn rồi. Hồi như cái này đá mà hình như cái này cái mặt không phải. Sao chữ tự nhiên sao mất tiêu hết trơn rồi nè. Đục vô sau có lắng hai ba phần lận. Cái này cũng lạ. Chưa đánh vô. À, không được lấy xe. Đúng rồi. Không, không. Thôi thôi. Lấy xe không? Lấy xe bắn dễ ăn không? Có, thật tay thử coi, thật tay thử coi. Chưa lấy cái cây nè, có cây đây nè, đúng rồi, có không. Đá này thấy gì nó nặng lắm rồi nha. Đây là một cái mộ. 4 người làm được. Một cái mộ. Chú từ nó cái mộ này là mộ của vị hồi xưa mộ. Vua Trần Long tới bây giờ. Mở này chắc quan chức gì đó chứ, cái mộ bự dữ rồi chú Tư. Chắc là vợ của quan hay gì đó, của quan lớn chức gì là mình không biết. Sơ khai từ thời vua Càn Long. Cái này biết rồi. Bởi vì mấy cái ông anh ở bên Ba Chúc bển người ta biết cái chữ nho. À vậy đó hả? Giờ mấy ông đi hoạt mộ mấy ông mới nói mới biết. Chứ mình mấy này không có biết, mình đâu biết chữ nho. Dạ. Hồi lúc trước tôi thì cũng có miếng đất trển, chỉ có cái mình mà không có cái đầu. Bây giờ thành ra được cái miếng đất này của mình có đậu luôn. À vậy đó hả? Bắn cái này nè, bên đây cái qua. Cái này nè. Bắn nó từ từ á, lấy kiếm cây rồi bưng lên nha. Chứ đâu có khả năng, mình đâu có khả năng làm nổi. Rồi. Ồ, vậy đâu. Đừng lấy tay ha, đừng lấy tay gần gần đó. Lấy tay ra, lấy tay. Rồi chứ vô một người một rút ăn cây đi. Ừ, lấy tay. Một người bắn, người sẽ Rồi, thọt cây vô, ờ. Rồi, đây. Đó rồi được rồi đó cái nữa luôn ai di đà phật ai di đà phật rồi lấy tay ra đâu có bật lên luôn đi được rồi. Có chữ không có cái này miếng bia mà gò mối đóng lại rồi có chữ đây nè chữ bằng bề ngang bằng tay cái vậy nè dạ là bên nói là cái này của người nữ hả chú của người nữ dạ rồi cái mộ này vô danh hả? Có chữ mà. Có chữ. Vô danh là giống như là bây giờ không biết chủ ở đâu. Là vô danh là không biết chủ ở đâu nữa ha. Không biết chủ ở đâu là vô danh đó. Cái này là miếng bia ha. Miếng bia đó. Wow, cái miếng bia đây là cái mộ cái. Cái mộ nằm đó. Kìa, hay là cái mộ nó cái gì? Đó, nằm đây nè. Chỗ đó nè. Đây, chỗ đây. Mộ cổ phải không? Cổ. Đây là cổ đó. Hồi trước người ta quay cái xây nó vòng tròn không hết á. Cái này ta đổ đá giá với lại ô dước. Cây cổ à. Cái gì chú? Dạ. Cái cây ô dước ta lấy cây đó về ta đập. Ta đập về ta lấy nước rồi ta dắt. Tàn ơi. Dắt rồi ta đổ. Ta, làm keo. Khép hơn khuôn ta đổ thành ra nó vậy đó. Ờ. Ra hồi đó đâu có xi măng, hồi thời đó mà. Dạ, tức là người ta làm ở đó là thay cho xi măng. Thay xi măng mà cái. Ồ dước. Ồ dước này nè, cái nước ồ dước này nó chắc hơn xi măng đó. Bây giờ tính lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Mà sao mà chú mua là hồi trước là có cái này sẵn luôn hay gì ha? Có sẵn luôn, hồi lâu lắm rồi tôi ở trên chợn tôi cũng mua miếng đất nó cũng bị răng gì nữa. Lạ ta. Ủa còn cái này còn cốt hài cốt gì chứ không? Không biết nữa, chắc hết rồi. Hồi lúc trước tôi mua miếng đất trên nó cũng có miếng đất này mà cũng giống như đất này. Mà hầu như là có cái mình không có cái đầu. Sao tự nhiên cái miếng đất này cái gì ở đây mua được cái mình rồi có mình có đầu dạ luôn. Dạ chú nói hồi nãy là miếng đất này hồi trước kia là đá sỏi đá tàn ông rồi miếng đất này đang bị dị ngang đây nè dạ đất này nó cắt ngang nó có cái hàng lốp lốp qua bên đó dạ là đá bàn với đá tàn ông đá bàn đá tàn ông có biết không mà sao chú trở về sở hữu rồi thì ở miếng đất này là tự nhiên 2-3 năm sau là nó chuyển biến tiêu rồi
đá tầng ông đá bàn không còn nữa, mà trở thành đất sét ở dưới. Trở thành đất nạc không, đất cát không. Ồ, ồ lạ ta. Bởi vì bây giờ tôi có cái tôi suy nghĩ rồi, chỉ chắc cái dự định là tôi nói bởi vì cái. Tụi ông chụp coi hình làm cái đệm coi. Rồi. Tụi ông là già gâu gâu bạc đụng với gâu đen. Rồi, quá sức ha. Rồi bắt đầu. Rồi. Dạ như như vậy là còn cái này rồi có cái dòng họ bà con gì không người ta? Rồi cái này bay lớn cái mộ này từ đầu hướng nào tới hướng nào ta, nó lớn vậy chú Tư? Đâu tới đâu luôn chú? Cái chân chỗ này là ta lấy cái như là cái hầm rồng vậy đó. Cái như cái hầm rồng cái người hồi xưa ta kiếm cái phong thổ đó. Dạ. Cái đất địa ta kiếm cái hầm rồng để chôn vậy, sau này cái gia tộc của người ta đã này trở thành giàu có quan chức quyền quý vậy đó, mình không biết. Rồi, rồi nếu mà ai mà sở hữu gì rồi mua gì rồi sao mà cắt nhà vậy được? Chú là mua đất đây lúc tới giờ là mình biết là cái người thân mà chôn đất ở đây là biết cái chủ đó ở đâu rồi, cũng biết không biết luôn trong 200 năm nay rồi, rồi cũng không biết ai lại quá phát mã rồi 20 phát mã gì luôn, luôn không thấy ai luôn phải không? Không có luôn. Rồi quá xa xưa rồi, quá lâu dữ lắm rồi, quá xa xưa thời kỳ này không còn biết chủ ở đâu luôn rồi, dòng họ quá xa xưa không biết mà cái dạ lạ quá ta. Ủa sao có cái cây gì dưới này chú Tư? Cây xài, cốc xài. Hồi đó ông anh tôi không trồng như vậy. Xài mà mọc trong cái mộ luôn hả? Ừ. Cái này cái đầu mộ ha. Rồi cái này phía trên này là cái mình ha. Sao mà làm gì nó mà nguyên miếng đất gò này quá sức luôn rồi. Tức là cái dòng thành đâu ơi, đây nè, cái đấy cái dòng thành nó nọc lưng ơi. Đây là cái dòng thành trên này nữa nè. Này là dòng thành. Này huynh thấy đàn là cái này ta đổ bằng u dưới cái đá chính không? Chứ không phải là xi măng hả chú Tư? Đá cứng hơn xi măng mình luôn. Cứng xi măng mình không bằng đâu. Nguyên cái dòng thành. Cổ ha, quá cổ. Cái này nó hơn là hơn trăm năm rồi. Mình nói cái này là hơn trăm năm rồi. Mấy trăm năm mà thời vua Càn Long tới giờ mấy trăm năm rồi. Tới giờ là mấy trăm năm rồi. Lạ quá ta. Ý là cái khu vực này cái đầu là cái mộ là nguyên cái khu này đó hả? Ừ. Phát ơi. Nguyên cái này mấy cọc đất luôn. Không có, có gò này không mà. Rồi trên đó. Thế hình như là nguyên trên đó luôn á. Không, nó nằm đây, tới đây à. Cái ranh này nó nằm cái dòng đai này tới đây à. Đó, nó đi theo cái gì nè. Đi theo cái gì nè. Có đâu, nếu vậy là nguyên đó. Nguyên cái trên này luôn đó, thấy là nguyên trên này luôn đó. Tại vì cái này là cái đầu. À. Ừ. Cái này à. Cái đầu thì nó đi thẳng vô trong đây là như vậy là. Rồi là bữa nay à, sao. Ê, ê, ê. Ở đây là dòng thành lớn nè, không thấy không đây nè. Bữa nay sao? Sao bữa này lên là tôi thấy cái này nó hay lạ nữa nè. Lạ nữa hả? Đâu đâu đâu. Từ chỉ cái nào lạ gì nó coi cho lạ coi. Bởi vì lúc trước á nằm nó lên trên này tôi biết nè. Tôi biết là cái nó có hai chữ bự lắm, bởi là cái chữ nó đục vô về sau có khoảng 2 phân gì à. Mà giờ bữa nay mất tiêu hả? Chân đỏ mất tiêu luôn mà phụ những cái này đá mà những cái này cái mặt nó phải. Sao chữ tự nhiên sao mất tiêu hết trơn rồi nè. Đục vô sau có khoảng 2-3 phân lận. Này cũng lạ, một bia là phải có chữ có đó, đục vô đàng hoàng chứ. Vô bị sâu rồi hắn 2 3 phân lận tôi. Bây giờ tự nhiên mất tiêu ta. Bây giờ liền lại luôn rồi. Giờ tự nhiên. Liền luôn rồi. Cái mặt nó mặt mi nó chạy liền luôn. À, mình lúc trước mình suy nghĩ cái miếng này nó vuông. Dạ. Mà sao mà tại vì sao cái này lên nè, ngoài này đá không bây giờ nè. Nó u luôn ha. Cái này là sao mà ở mặt trước này nó bằng gan nè. Mặt sau này u nặng nè. Ừ, lúc trước tôi thấy nó có hai chữ đàng hoàng, hai chữ nó khắc từ ra. Sao này nhìn kỹ rồi nó giống như chữ dạng đó. Bị lớn vậy nè. Rồi nó ấn sâu vô cả khoảng 2 3 phân, nhưng bây giờ sao tự nhiên tôi thấy đâu mất tiêu chứ lạ. Cái này nó mới lạ nữa. Chữ dạng. Dạ. Ông Tư là chủ sở hữu ở đây cho nên ổng rất là gành. Tức là hàng ngày giống như mình xem hoài hả chú Tư? Mà bữa nay tôi tính là cái mặt này là mặt sau ai giờ sao lên này thấy nó u nặng gì tôi thấy mấy này nó mới lạ nè. Nó là vậy. Cây bắn lên ha. Không nổi. Nó cái này là bữa nay là vậy là nó mới thấy lạ. Cái mặt này mặt đá liền mà. Ủa sao mặt trước là nó bằng cái bằng là bằng thẳng không trời. Mà lúc trước đó tôi thấy là nó ấn sâu vô cái nhà cây ở đây bắn lên ha. Ông cây bắn ha, lúc tròn bốt rồi. Lạ đó là được. Tôi thấy gì nó lạ chứ lúc trước tôi thấy vô đây là mấy ổng làm cái này là tôi thấy là có chữ đàng hoàng, chữ bự luôn á. Rồi lúc trước cái này dựng ở đâu chú Tư? Ở trên đó đó. Nó dựng như này nè. Không, cái này tôi sợ là gì nè ông ơi. Cái lúc họ làm đó là vẽ bằng cái bút sơn
nước sơn là chữ đào đó, mà khi thời gian lâu quá cái nước sơn nó mưa mà chú Tư ông nói người ta ấn không phải đâu, lúc đó tôi thấy nó rõ ràng nó ấn vô là đục vô trong này là sau khoảng 2-3 phân vậy nè, hai ba phân lận là bị ngang là bằng ngón tay vậy nè, đục 2-3 phân lận chứ đâu phải mà nước sơn làm sao phải được, chứ đúng theo là nước sơn cũng đâu mà bay, cũng khoảng lòn lật lất lất chứ. Còn mà theo mà cái đục đó là cái dấu nó không có mắc được. Cái dấu này dấu bằng còn thêm mà. Chú Tư ông nói rất là đúng rồi, tại vì lúc nào người ta cũng phải lấy cái mặt bằng này nè để nó đẹp. Nói cho Huynh nghe nè, bây giờ chữ lại mới được. Cái mã của người Tàu đi mà Huynh thấy cái mộ nào ta cũng ấn vô trong hết trơn. Đục vô. Cái mộ này ông coi cái dòng thành nè, ông quay qua dài hết cho dòng thành. Ôi cái dòng thành dữ lắm, lớn ông Tư ơi nè. Nè. Đấy luôn rồi nè. Một là cái người gia đình ta dặn nè nè nè. Gia đình gì? Đây nè, cái này là nguyên cái dòng mộ luôn, dòng thành mộ luôn. Gia đình giàu hoặc là hai là cái người có chức. Đã cái này là thời chức quan chức kìa. Bữa nay như vậy lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Không như là cái gì cái dân nào nay sao lên là tôi mới nhận định là tôi biết thấy không? Lúc trước là xây xanh quạnh mà nó lớn dữ lắm á, cái khu này cái mộ mà quá lớn á, khu vực đúng rồi, cái này cái đó tôi mới thấy là cái chữ tự nhiên bữa nay nó rõ ràng quá. Cho nên mình hỏi chú Tư nói có cái chữ người phụ nữ, tức là cái người bên đạo hiếu nghĩa, người ta dành chữ nho. Người ta dịch mấy ổng đi quạt mộ lên là mấy ổng thấy có cái kiến với lại cái được. Này có gì? Thành có cái kiến với cái được á, thành ra người ta biết là người phụ nữ. Người ta không có biết phân định. Cái đó là quạt mộ lên là lúc đó chú mua đất rồi á. Chưa mua ha. Chưa có mua. Này đất của ông anh. Là mấy người hồi đó người ta suy nghĩ ở bên với chút đó, mấy người người ta đỡ nghĩa đó, phải biết hồi đó đời vô Cần Long mấy ông vô đây đánh nè, rồi mấy ông lấy vàng lấy châu báu gì đó, rồi sợ mấy ông chôn, mấy ông khi mà thất trận là thu về không kịp đó. Chôn để sau này có cái giao phả, sau này con cháu ta chở lại ta nhìn, rồi khi ở cái vùng ngoài thường thường cái đào lên là đào lên đào lên mà chỉ không có vàng vòng cho không có vàng vòng. Lúc cái thời gian trước tôi nghe cái đường vùng ngoài đó thì nó có vậy đó. Truyền viết rồi mấy ông này ta thấy những cái lạ ta đào lên mà cái này có hồi lúc chú trước đó tới giờ có ai đào chưa? Có, ta đào rồi thành ra ông không có đào, ta có đào đào ngay mộ bia ha, chứ xung quanh là chưa có đào ha. Thành ra tôi thấy bữa nay tôi thấy nó mới lạ nè, lúc trước tôi thấy có ấn chữ rồi, tại sao sao lên cái này tôi tưởng đâu cái đó sau lưng ai vậy. Vậy là cái miếng đá này miếng đá đã từ lâu chứ không phải là miếng đá đến đây. Miếng đá là cái miếng bia. Rồi cái nào cái đầu? Cái này cái đầu ha, cái đích. Cái ấy trên ông thấy rõ ràng không? Nè. Cái mộ bia này lúc đó là nó đứng chứ không phải nó nằm đâu, nó đứng. Dạ, miếng bia phải đứng thôi chứ đâu miếng bia nằm lên luôn đó quay. Bữa nay tôi thấy cái này. Bữa nay có cơ hội mình đâu cái u sau lưng đâu, cái u này có cái chữ gì không ông Lực. Chứ lúc trước là tôi tưởng đâu ở dưới là mặt chữ ai về đâu, chữ giờ nó biến mất chưa ngộ thiệt chứ. Tôi bữa nay là cái này là tôi thấy nó lạ luôn đó. Không. Cái này mộ bia nhưng mà sao cái mặt sau đâu có đằng sau u đó phải đá không hay là ổ mối đóng không đá không à đây nè đá không à chứ không phải ổ mối đâu cái mặt trước là mặt đục đó bởi vì trước tôi nghĩ cái mặt phẳng cái mặt đẹp sao nó để người ta vuông ăn già đâu mà nó cái này giống chừng 200-300 năm nay vậy cái chừng khui khử lên thì vua Càn Long mấy trăm năm rồi mấy trăm rồi mà đây là một cái mấy trăm năm rồi, đây là cái dòng thành là dòng thành mộ nè, quá sức cái dòng thành này nè. Bữa nay là mình đi mộ cổ thiệt lạ đó. Ngày thứ tư còn mới lạ quý vị. Mộ cổ Tết là du lịch đi mộ cổ chứ có miếng này là cái mộ mặt quyên tao lúc nào mới lần đầu tiên mình đi dưới luôn. Bữa nay sao lên là tôi mới biết là nó lạ. Dạ. Cái đá mà ẵng vô rồi mà sao mà nó liền ra được là thấy người ta đục nó. Ừ, ta đục sâu mà làm sao mà ấy được. Bữa nay sao lên là tôi mới phát hiện là nó là mộ nào nữa không? Có cái mộ à? Cái mộ à. Đây. Tôi nghĩ là danh tướng. Cái dân giống như một là cái người mà nó có. Chứ cái người thường là cái mộ không có lớn vậy. Thường thường người mà ta mới làm cái mộ lớn như cái bình thường, cái người bình thường đâu làm cái kiểu mà gùm gan dữ hả? Bữa nay sao lên là mới biết là cái này thiệt là lạ thiệt. Là lúc trước đi vô là tôi thấy có chữ rồi nè. Nhờ bữa nay là khử lên luôn đó. Nhờ này khử lên là mới biết. Dạ, là hồi lúc chú mua miếng đất này là có miếng bia nó nằm sẵn vậy đó ha. Hay là dựng hồi lúc đó chú cái có cái này dám ấy nó liền lại lắm rồi nha. Nè, nó có hơi ấy sọc sọc nè. Thì nó chơi có cái này nó có sọc mà. Nè. Ấn vô là tôi thấy rõ ràng, ấn vô là cái chữ nó bị ngang là chúng ta chữ hai chữ đây chữ đây chữ hai chữ. Mà giờ tôi thấy không có khi thời gian lâu á, đá nó có khi nó lớn lên nó liền thịt lại.
nếu mà đá lớn, nếu mình nó nằm chung với phần đá nó giống như nhau, nó lớn thì mình không nói. Còn dạ, nó gời, cục đá gời mà. Cục đá nó gời. Cái này cũng đúng là cái quyền quý thôi. Đúng đó, miếng đất tôi thì cũng vậy thôi, chắc có lẽ là... Rồi chú nói sao, cái giếng đó sao chú... Cái giếng cái đó là hồi lúc đó ông và vợ tôi, ông đào, rồi cứ như là tính làm tới 3-4 bọng lần. Dạ. Đào chứ đụng đá tầng ông cái này nè. Thành ra đụng đá tầng ông rồi đào không được, cứ cứng nhắc là đào đâu được. Dạ. Rồi làm có bọng mà. Mà tới tháng 5, tháng 6 là có mưa nhiều, là dưới đó có nước đầy nước. Mà khi 2-3 năm sau là tôi xuống, tôi tính nó hư rồi, tôi xuống tôi mồi tính tôi coi coi còn đá tàn không, tôi mượn cái lục giác của ông anh dưới đó về tôi sắn xuống là tàn là đất khét không. Cái đó mới ngộ. Dạ. Rồi cái lồng ô đó là hồi đó chú về là nó cũng có sẵn luôn đó ha. Nó cũng vậy đó, bởi vì đất ở trên này nó không có thông thương ở trên núi, bởi vì cái miếng đất dưới này nó có cái mạch nước dưới này nó nổi lên. Dạ. Nó lên tự lên nó chảy lên thành ra nó có cái lồng ô nó vậy. À, tức là từ mạch nước ở dưới nó nổi lên. À, đây. Dạ. Tôi nói cho bên nhà. Cái cục đá hồi lúc trước cái nhỏ em bên đó đó là nó xin bà và vợ tôi đặng về nó cuốn thành nhà. Dạ. Yeah. Quay nhà tôi thấy nhà tôi cũng xin 50 cục, 200 cục kia cho ông kia không đục. Vậy tôi xây tôi sửa cái giếng lại. Cái tôi thấy cục đá này nó vuông vuông, cái tôi mới đem về để làm cục đá để mình đập nước đá là mình có khắc nước uống đá chơi. Vì cái để tự nhiên cái để vô bọc đập đá tự nhiên cái đầu tôi nuốn bể đầu luôn. Thì tôi thấy thôi tôi trả lại, tôi không có lấy. Rồi cục đá đâu? Hả? Trả lại để dưới giếng đó tôi không có sao lấy xài nữa. Tôi bảo ông chỉ đi, đã có bố bố tôi thỉnh về. Đây là cái cục đá này. Kìa kìa, đâu cục đá này, tôi đâu. Cái đá nào lạ nè, ông đưa tôi thỉnh về tôi chân cho. Những lạ hết trên bài với mà đập với ông đập. Quý vị sẽ theo chân của chú Tư. Sẽ nhiều chú Tư sẽ chỉ cho quý vị nhiều cái điều rất là huyền bí nha quý vị. Dạ. Ông này là cai quản cái khu này đó. Khu bộ cổ. Chỉ là bữa nào ông cái chạy nghỉ mát rồi tôi lên ở với ông cho mát coi. Ở đây là có cây sẵn rồi ông cắt đi tôi lên cho ở với ông mát rồi chơi chưa được coi. Dưỡng thần coi. Nó cục đá đó, tôi chặt cái cục đá đó. Nè qua đây. Rồi thấy là cục đá lớn đó đó ha. Tức là có đục ra để xin để làm tán làm nhà rồi này kia đó ha chú. Mà đất đó đất của ai chú Tư? Đất của bà vợ. Dạ. Yeah. Này là đất của bà vợ không à? Ờ vậy đó hả. Rồi đem về xây rồi cái tôi xin đâu 50 cục 100 cục cái tôi sửa giếng lại. Dạ. Rồi đó như vậy tôi lấy cục nó đẹp đẹp cũng chặt cũng thấy đẹp thôi. Dạ. Để đập đất đá. Mới đem về đập nó đá tối lại cái đầu tôi bể cái đầu luôn. Thì là cục đá này nó cũng đá này dục dưới rồi. Quá sức rồi. Còn cái chuyện này nữa tôi kể cho huynh nghe luôn nè. Cái lúc thời gian đó tôi sửa cái giếng đó đó. Có một vị đó cũng sau này bà xã tôi nói giống ông thầy quá. Dạ. Yeah. Cái đường đó là huynh thấy rồi. Đi ra đi vô là cái thùng bê là có khoảng chừng 10 lít nước. Mà lúc đó cái đường lộ đường cát bột nó chảy xuống lên có khoảng chừng một gang. Chân nhà. Mà tôi cầm cái bài ra tôi mới qua dự định là tôi hốt đang vô sửa giếng. Cái quay ngang cái là tôi dòm trước dòm sau sợ xe đó. Dạ. Yeah. Mà cái đường trống vậy đó. Mà tôi mới quạo có 2-3 cái. Ổng xuống lưng liền. À. Đi từ sáng giờ không có miếng cơm nước. Dạ. Yeah. Tôi gặp ổng rồi tôi giật mình rồi đó. Dạ. Yeah. Lúc đó tôi bận quần xỏng. Cái tôi hỏi gì chứ huynh ở đâu mà đi từ sáng giờ ông nói trong toàn hoang lùng chích nó đi ra từ ra đây mà không có miếng cơm nước cho nó ở trong bờ chút ta để nước thiếu gì quýnh vô xin uống nói, trời trời, mà mình biết ở vùng đó ra nước cái gì mà ông không uống ra mà tôi mà muốn mà thấy cái đường đó mà nếu mà quýnh lại là tôi xách vô chừng ít nhất cũng khoảng 2 thùng mà tôi muốn vào với chừng 2-3 cái tôi gặp ông biết xương mình nói vậy. Dạ. Yeah. Hỏi cái đó mình nghi ngờ không? Rồi ông đó rồi sao? Rồi chú có mời vô uống nước nữa không? Cái ông nói cái tôi nói tôi đang làm việc mới cho xin 2 chén cơm thôi. Cái tôi mới cho chị. Nó nói thôi Quỳnh chờ tôi một chút đi. Cái bắt đầu tự nhiên nói vậy bắt đầu tôi nhớ giật lại liền. Bắt đầu tôi mới đi vô thôi nghỉ tôi vô nhà. Cái lúc bữa đó thì như vợ tôi ăn mặn. Cái nục chiên với tép rang. Rồi bưng dọn ra cho ông ăn. Ông ăn xin 2 chén thôi. Cho ông ăn rồi nè, giấy tờ đây nè. Gia đình đưa ông già bà già mất hết rồi, gia đình tôi làm phước. Rồi đó như vậy,
lên cái hẻm, mình làm bộ coi trong cho nó đỡ vui vậy thôi chứ mình biết không rồi, chứ không ai không biết. Dạ. Rồi như vậy rồi cái anh ăn rộng đi. Điện cái gì tôi nhớ trực nhớ em lại, nó nói ở nhà ở đâu anh Hòa Lạc á, nói vậy thôi. Cái tôi nói nhớ em nhớ coi nó chứ xem đâu, tôi nói thôi anh chờ một chút đi. Cái tôi quay nghe hỏi nhà em thì chứ chiếc xe còn nhà không, không đem xuống tiệm sửa rồi không có nhà. Cái nhỏ em tôi nói ổng đi về đây ổng là bộ đi rồi ổng xa lắm rồi đi xe đi cổ hết tiền đâu mua gạo rồi ăn. Cái vợ tôi nói cho người 50, cái nhỏ em nó cũng có cái tâm này, nó cho 50 đi xe hết rồi tiền gì đâu mua gạo, họ cho 100 đi. Vợ tôi móc cho 100, nhỏ em cho 100. Rồi cái ổng đi, cái tôi nói kêu ổng làm gì đó, nói, thôi anh ơi đi đi không có gì, tính lấy chiếc xe chở ông đi ra tới chị đang cho ổng đi xe về à. Thành ra chiếc xe nó đi sửa rồi thôi. Nó quên thấy cái đó lạ. Dạ. Cái thùng bậc cao mà đường trống vậy đó mà tôi mới vào có một cái thấy nó đáng thương rồi. Cái đó quên đáng nghi không? Dạ. Đó thấy nghi đó. Dạ. Chú Tư có thể chia sẻ về như hồi sớm chú nói về vấn đề mà sự thử thách của chú đã vượt qua đó. Ừ. Cho bà con ta biết chút xíu luôn rồi chú Tư. Dạ. Chú trước kia là đâu, chú ở trên chỗ nào? Hồi lúc trước á. Lúc trước ở trên miếng đất kia kìa. Đất đó bây giờ còn không chú? Còn, đất kia xong lại cho mày cho cái chủ này, chú này mua. À. Đường để đi không? Đi luôn. Thôi xa lắm. Đến thì cũng dạ. Không có xa vậy. Rồi chú lúc mà chú gặp là kia là lúc đó chú ngủ chưa? Lúc đó hả? Và bao nhiêu lần gặp? Ngủ cái lúc đó mình cũng nằm ngủ mơ mơ màng màng vậy thôi chứ. Dạ. Chứ không có nói ngủ đó. Dạ. Đầu đầu tiên là chú nãy nó gặp cái gì? Con gì? Con thằng Lằng. Ờ. À, mà nó hơi về vòng không biết mấy ngày đâu mà hết đó, cái chuyện tôi dạ. Chứ lắm. Dạ. Yeah. Có thời gian dịp nào đi bây giờ nó không biết đâu, có thời gian nào bệnh rảnh Quỳnh ở đây tôi kể hết cho Quỳnh nha. Dạ. Yeah. Vì từ lúc nhỏ tới lớn tới giờ tôi nhớ lại cái dị dạng của tôi nhớ hết, không bao giờ tôi quên. À, nhớ từ lúc nhỏ luôn hả chú? Nhớ luôn, hồi lúc tôi học còn 7 tuổi giờ tôi còn nhớ. Dạ. Yeah. Nhớ 7 tuổi tới giờ tôi cũng còn nhớ. Dạ, chuyện đặc biệt ha. Vậy thì chú Tư sẽ hẹn lại cho quý vị mình cái dịp khác, chú Tư sẽ kể tất cả những cái công việc, sự việc tu hành. Lúc tôi cũng có cảm nhận cái khoảng này, nhiều khi lắm lúc người ta không có nhận định tôi là ai. Thành ra thì mình cũng có buồn, thành ra mình không muốn khai cho người ta hiểu, khai hẳn để làm gì. Người ta nói mình phải phán ngạo mạn này kia. Dạ. Yeah. Mình không được tuổi tác của mình lớn bao nhiêu. Dạ. Yeah. Rồi mình nói gì được cái lợi ích gì, nhiều khi người ta nghe thì được, thì ta hiểu, ta nhận xét được, có cái duyên lớn. Còn nếu mà không có duyên rồi ta nghe, ta cười chê, ta nói này nó kia, thằng nào mà. Ta mang tội ha. Mang tội thì. Dạ, thôi đủ duyên đi ha chú Tư. Rồi những cái những lúc mà tôi đi xuống dưới ông anh ở dưới, ở dưới núi Voi dưới, ông gặp tôi, ông nói, giờ giống, ông sao giống Bồ Đề quá vậy? À, biết đâu quay ông trời giống giống chứ tôi cũng biết là cái vụ đều gì đâu, tôi không yeah. Hiểu là cái gì hết. Thường ông nhắc tôi gợi với hay cái ông gợi lên những cái chút pháp mà của ông Bồ Đề đó. Dạ. Yeah. Gợi cho tôi hiểu, ông nói ra thì tôi biết chứ mà tôi không biết nói. Dạ. Yeah. Chuyện nhau qua lại thôi chứ thực tế. Dạ. Cái đặc biệt nhất là con thấy cái bộ râu của chú. Đây anh Sáu Mẹo là râu ảnh là 30 năm mà có bao nhiêu đó. Là râu của chú khoảng 50 năm không? Đâu, hôm nay mới 4 năm à. Ồ. 4 năm mà nhiều quá hả? Bộ râu là chỉ có 4 năm thôi. Ừ, 4 năm. Người ta gặp tôi là ta nói từ giá 40 năm á. Đúng rồi, ta nói râu là... anh Sáu Mẹo là 30 năm rồi. Nếu mà ta nói 30 năm mà nó dị hoài. Nó dị hoài. Ít nhất là 40-50 năm. 20 năm, ít nhất là 20 năm. Dạ. Yeah. Trời đâu có đâu, có mới có 3-4 năm mà không ơi. Chứ đâu mà dữ vậy. Tại mà vậy. Sao mà cái cơ duyên sao mà để râu vậy rồi chú có tỉa vậy không, mà râu đẹp dữ rồi chú Tư. Không có tỉa. Nhiều khi lắm lúc nó người ta nói ông không tỉa làm sao ăn, tôi đâu có nghĩ là cái chuyện ăn uống. Cái sự bị trên chuyển cho tôi làm sao là tôi để ra, tôi không dám động đậy, tôi sợ buồn. Thành ra yeah. Tôi không dám. Và ăn uống hay khi tôi muốn dẹt dẹt cái gì. Rồi mình có hớt rồi có sao không? Nếu mình hớt không, có lúc nào. Tôi nghĩ cái tôi sợ là sợ như vậy thôi. Uống sao thành ra sao để vậy, không có dám. Bữa sau để làm vậy. Dạ. Yeah. Tôi phải nghe lời là vậy chứ ngoài ra lúc lúc không, mình không sợ là gì. Bởi vì cái thân xác mình làm gì rồi không có muốn sửa sạn là gì, để cho bề trên ta sửa sạn cho mình thôi được là tốt đẹp rồi. Dạ, yeah, vậy đó hả chú. Cái sự ở ngoài là để bộ râu chỉ có 3 năm thôi. 3 4 năm thôi mà bộ râu. Mà nhiều hơn tôi gấp hôm nay là được 4 năm rồi đó. 4 năm rồi đó. Gấp 10 lần. 10 lần. Còn tôi bay ra lúc trước là tôi để không có để râu đấy ha, tóc tôi hết là tóc nó bạc bạc như là hai phần rồi đó,
mà khi để râu lại tới bây giờ hình như râu nó bạc, tóc nó trở thành đen lại, tóc đen lại. Ồ, chuyện lá. Dạ, năm nay ha, chỉ là mai mốt là già quá trẻ luôn ha. Rồi, ông dạ. Năm nay là như tuổi rồi. Năm nay là 61, tại bữa mấy tuổi vào giờ ha, gặp ông giờ còn ngon ha. Lúc hỏi người ta gặp tôi, người ta hỏi tôi là năm nay ông 70 mấy chưa, tôi nói từ rồi mới có 60 mà nói không ai tính đâu. Ông 60 mấy rồi, tôi năm mấy mà tôi chưa dùng cái răng nào trên, còn cái thinh nè. Bị cái răng này là nói chung là cho huynh nghe luôn. Hồi lúc đó hồi nhiều khi lắm lúc cái chất có lẽ là ông giữ ông sợ cái xác này đó, sợ nó hư thân. Yeah. Thành ra tôi đi nhổ cái chân răng thôi mà ông còn không cho đi lại tới cái chỗ bệnh viện đó là nhổ, ta hẹn hoài, hẹn ba lần, ba lần được thôi nghỉ. Yeah. Yeah. Không chọn luôn. Yeah. Rồi chung quanh đây chú ở đây là mấy chục năm rồi, có cái điều gì mà chú thấy nó lạ hơn như hồi nãy sớm cái mộ đó không chú Tư? Nó cũng có lạ hơn nhiều lắm chứ ngoài không có đâu. Dạ. Yeah. Chứ có lúc trước tôi ngủ trên miếng đất tôi thấy cái điểm nhiều khi lúc tôi ngủ tôi thấy tôi bay ra không biết bao xa, không biết muôn trùng nào nó dễ nói trùng trùng điệp điệp luôn. Tôi bay tới đó là như vậy là tôi vô gặp mấy ông già không già đâu cái này. Dạ. Yeah. Ở trên bới đầu tóc cao rồi có sọt cái cây ngang. Dạ. Yeah. Tôi nói thưa mấy ông con muốn xin vô đây ở tôi vô trong hội cái bà đó, đó. Cái bà trong đó là bà làm lễ người ta hỏi là cái vô cái tôi hỏi tôi hành tôi hỏi bà cho con xin ở đây tôi.